Chào mừng đã quay trở lại. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một cái chiếc mic không dây khá là ngon. Nhưng mà ngon thôi là chưa đủ. Nó còn là một chiếc mic không dây giá rẻ mà mình đặc biệt muốn giới thiệu cho các bạn, tới những cái người mà đang tìm một cái giải pháp thu âm. Đó là chiếc Godox WSC Kit 2. Trong video này thì mình sẽ thu tiếng luôn bằng chiếc mic này để các bạn có thể tự đánh giá chất lượng âm thanh của nó nhé. Với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng Kit 2 có thể cạnh tranh được với những cái tên lớn đang hot như là DJI Mic 2 hoặc là Rode Wireless Mic, bởi vì giá thành của nó chỉ có hơn 2 triệu đồng thôi, một cái giá rất là cạnh tranh. Tuy giá rẻ nhưng mà khi mua Kit 2 chúng ta sẽ vẫn có đầy đủ phụ kiện và một cái hộp chống sốc rất là chắc chắn và gọn nhẹ thế này. Nó rất là dễ dàng để cho anh em cho vào túi nên là trong quá trình đi xa chúng ta sẽ không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Mở ra bên trong hộp Kit 2 thì có khá là nhiều phụ kiện, bao gồm một hộp sạc đựng 2 mic cùng một receiver, một dây sạc USB-C, 2 bơm hộp gió, một dây kết nối với máy ảnh và máy quay và một dây jack TRS đến TRRS để kết nối với điện thoại. Cái điều mà mình thích nhất ở Kit 2 đó chính là cái hộp sạc của nó. Hộp sạc này có màn hình hiển thị chính xác lượng pin còn lại cho chúng ta rất là rõ ràng. Cá nhân mình ưa những cái sản phẩm có thể hiển thị chính xác hơn là những cái sản phẩm chỉ có đèn LED báo hiệu. So với Rode Wireless Mic là mic có chất lượng âm thanh tốt, pin cũng khá là trâu, nhưng mà Wireless Mic thì lại không hiển thị được lượng pin chính xác mà chỉ có đèn LED báo hiệu. Nên là mỗi lần đi quay thì mình đều phải rất là cẩn thận sạc đầy pin cho cả mic và receiver từ hôm trước. Nhưng với hộp sạc của Kit 2 thì mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta có thể sử dụng dây Type-C để sạc cho cả hộp sạc hoặc là sạc riêng cho từng bộ thu và phát. Theo nhà sản xuất thì riêng mic có thời lượng sử dụng lên tới 8 tiếng. Cộng với hộp sạc nữa thì tổng thời lượng sử dụng của nó có thể lên tới 24 tiếng. Nhưng mà trong thực tế thì mình chưa bao giờ sử dụng hết thời lượng pin của nó cả. Tiếp theo là phần thao tác. Với một mức giá khá thấp thì Godox WSC Kit 2 không có khả năng thao tác cảm ứng. Chúng ta bắt buộc phải thao tác bằng nút bấm trên cả mic và receiver. Tuy nhiên, với những người hay ra mồ hôi tay như mình thì việc thao tác hoàn toàn bằng nút bấm cũng chính là một điểm cộng. Thao tác của Kit 2 rất là đơn giản. Mình nghĩ rằng kể cả với người mới thì cũng chỉ cần khoảng 5 phút làm quen là có thể hiểu được và thao tác thành thạo. Với receiver, chúng ta sẽ có đèn LED hiển thị ở trạng thái kết nối, một cổng TRS 3.5, một nút nguồn, một cổng C và một nút pairing và hai nút điều hướng. Ở mic, chúng ta sẽ có đèn LED hiển thị trạng thái kết nối, một cổng C, một nút nguồn, một nút pairing và noise reduction. Khi lấy ra khỏi hộp sạc, mic sẽ tự động kết nối với receiver. Trong trường hợp bị mất kết nối thì bạn hãy thực hiện kết nối thủ công bằng cách giữ nút pairing của cả mic và receiver. Đèn LED của cả hai thiết bị sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây cho tới khi chuyển sang màu xanh không nhấp nháy nữa thì là kết nối thành công. Khi mà sử dụng Kit 2 thì chúng ta sẽ bắt buộc phải kẹp vào áo như thế này, bởi vì nó sẽ không có kẹp 5 châm giống như một số cái mic khác. Mình nghĩ rằng điều này cũng không quá là ảnh hưởng và chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một sản phẩm chỉ có giá hơn 2 triệu đồng được. Và nó cũng siêu nhẹ nữa, mình cài mic lên áo mà không hề bị trùng áo xuống tí nào, rất là thoải mái. Có một điều mà nhiều anh em cũng rất là quan tâm, đó chính là chức năng khử tiếng ồn. Mình nghĩ rằng là đối với các sản phẩm mic thì chức năng này cũng rất là quan trọng. Bởi vì đôi khi chúng ta phải ra ngoài trời quay, chúng ta phải tới những cái nơi đông người ồn ào để chúng ta quay. Vậy thì hãy cùng mình thử xem chức năng khử tiếng ồn của Kit 2 sẽ như thế nào nhé. Ok, vậy là mình đang ở ngoài trời, một không gian mở. Đằng kia cũng có nhiều xe cộ đi và đằng kia nữa thì cũng có rất là nhiều người đang ngồi ở đấy. Vậy thì cùng xem thử xem là cái khả năng thu tiếng của mic này ở thực tế là như nào nhá. Và đây thì mình đang nói với các bạn bằng mic chưa bật khử tiếng ồn. Vậy các bạn nghe thử xem là như nào. Hiện tại mình không nghe được xem là tiếng của mình thu ở như nào, tại vì đến khi hậu kỳ thì mình mới nghe được. Và đó là khả năng thu tiếng mà không bật khử tiếng ồn. Bây giờ mình sẽ bật khả năng khử tiếng ồn của chiếc mic này lên xem. Alo. Đây là Kit 2 đã bật khử tiếng ồn và mình sẽ đi một vòng xem là khả năng của nó sẽ đến đâu nhá. Và tuy đây là một chiếc mic nhỏ nhưng mà theo như nhà sản xuất thì
nó có thể truyền tín hiệu xa tới 200m. Mình thì không nghĩ ra trong trường hợp nào mà chúng ta lại cần khoảng cách lớn đến như vậy. Nhưng mà với khoảng cách 200m thì rõ ràng là Kit 2 thể hiện là mình có một cái khả năng truyền tín hiệu rất là tốt. Bây giờ mình đang đi về thì chắc là âm thanh thu vào nó cũng tốt hơn rồi. Không biết là vừa nãy đi ra xa thì nó có bị ngắt đoạn nào không? Hay là lúc mà quay lưng lại, hay là lúc có vật cản thì biết là mic thu về có bị ngắt như thế nào không? Các bạn cùng đánh giá xem. Vừa nãy mình đi xa khoảng chắc chưa đến 200m, khoảng 100m thôi, nhưng mà không biết là tín hiệu nó sẽ như nào. Mình không nghe được âm thanh của mình thu lúc đấy, nên là mình cũng không biết được tín hiệu của mic như nào. Đây cũng là lần đầu tiên mình thử dùng với con mic này đi xa đến như vậy. Điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó là khả năng kết nối. Khả năng kết nối mic với receiver của Godox WSA Kit 2 khá là nhanh và nó cũng dễ dàng kết nối với máy ảnh qua cổng 3.5. Kit 2 cũng có thể kết nối với điện thoại và action cam nữa. Tuy nhiên, hiện tại thì ít có mẫu điện thoại hay là action cam nào lại trang bị cổng 3.5, nên bạn sẽ cần mua thêm một dây Lightning hoặc là một dây C để có thể kết nối. Mình nghĩ rằng nhà Godox nên lưu ý điều này và thêm vào sản phẩm một dây Type-C hoặc là Lightning thì sẽ thuận tiện hơn cho người dùng. Vậy trên đây là những cái đánh giá cá nhân của mình về Godox WSA Kit 2. Kit 2 có lẽ rằng là một cái sản phẩm dành cho những người làm content hoặc là những cái người mà chưa muốn đầu tư quá nhiều tiền vào mic không dây. Vậy thì các bạn nghĩ sao về con mic này? Nếu thấy video này hay thì đừng quên để lại cho chúng mình một lượt like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.